Mình chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha Thì bạn nào mà chưa đăng ký kênh á, thì hãy đăng ký kênh ha Thì hôm nay là như tiêu đề thì mình sẽ là chia sẻ cho anh em về cái thời điểm Mà trồng bông dạng thọ mà cho nó trở qua đúng Tết ha Thì trước đó thì mình cũng có làm vài video các bạn Nhưng mà chia sẻ cho anh em về cái giống là màu vàng của 06 Còn hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái giống là 09 ha, của công ha thì có một bạn tên là Ngọc Trân á, thì bạn này có hỏi mình á, là vạn thọ là cam đỏ mà cao lỡ anh em mà gieo ngày mấy cho nó đúng tết và mỗi cây như vậy á, là lấy là tám bông nó thì bạn này có ghi rất là rõ thì ở đây thì mình cũng xin được là chia sẻ cho những bạn nào mà mới trồng á, thì anh em có thể là tham khảo ha thì đối với cái mà giống bông mà dạng thọ cao lỡ này á thì anh em có thể mua ở trên shopee hoặc là những cái trại cây trồng với các bạn thì một gói như vậy là tầm khoảng đâu là 300 300 hạt ha thì cái giá tiền của nó là một trăm rưỡi và cái thời điểm mà trồng để mà cho nó đúng tết á thì thông thường cái vụ mà đông sưng mình các bạn thì nó tầm đâu là từ 58 cho đến 63 ngày là nó sẽ trổ qua đẹp ha thì do đó thì mình có thể mình bắt đầu mình trồng vào cái ngày là 28 tháng 10 âm lịch nha các bạn các bạn nghe rõ ha ngày 28 tháng 10 âm lịch và cái khu vực mà mình chia sẻ cho các bạn đó là cái khu vực là miền Nam. Có nghĩa là cái khu vực của mình đang sống nha các bạn ha, là nó cái thời tiết nó ấm áp. Là nó từ là 58 cho đến 63 ngày. Còn những bạn mà ở xứ lạnh thì các bạn có thể là gieo sớm hơn, có thể là ngày là 25 hoặc là ngày 24 tháng 10 âm lịch nha các bạn ha. Và đặc biệt ở đây thì bạn Ngọc Trân bạn có hỏi mình là bạn muốn lấy là một cây là tám bông, có nghĩa là mình chỉ bấm một cơi một thôi có nghĩa là mình ngắt đọt các bạn cũng có một bạn là hỏi mình đi cơi là là cái gì thì đi cơi là ngắt đọt nha các bạn ha và nếu như mà anh em mà muốn lấy bông nhiều thì anh em phải đi hai cơi và mình sẽ gieo nó sớm hơn nhưng mà ở đây bạn ngọc trân bạn hỏi mình là bạn muốn lấy là một cây là 8 bông thì mình sẽ gieo vào cái ngày là 28 tháng 10 âm lịch đó và đúng một tháng sau đúng 30 ngày luôn đó thì mình sẽ bấm cho nó một cái cơi một và mình để tự nhiên và cho nó đúng tết nha nó rất là dễ luôn ví dụ như mình gieo cái ngày là 28 tháng 10 thì đến cái ngày là 28 tháng 11 âm lịch thì mình sẽ bấm cơ cho nó ha hoặc trễ hơn á là cái ngày là mùng 2 tháng 12 âm lịch là mình sẽ chốt cho nó là mình không có ngắt là mình không có để mà nó dài hơn nữa là mình bấm đọt cho nó vào mình để tự nhiên cho nó đến tết ha thì ở đây thì mình cũng đang quay cho các bạn xem một cái mô hình demo về cái giống mê công của 09 nè nó rất là đẹp luôn cái chiều cao của cái giống 09 mê công này thì nó tầm khoảng đâu là từ 50 cho đến 55 cm ha và cái đường kính bông của nó là nó từ là 8 cho đến 10 cm cho một bông nha các bạn ha đó thì đối với mà anh em mà muốn lấy bông nhiều thì anh em cứ gieo sớm và anh em đi hai cơi ha có nghĩa là mình bấm ngọn là hai lần còn anh em mà lấy bông ít mà to như cái bạn mà Ngọc Trân bạn hỏi mình á thì bạn chỉ việc bấm một cơi thôi là đủ rồi. Còn về cái phần mà giá thể anh em cái giá thể ở đây thì nó rất là dễ luôn thậm chí là những cái loại hoa tết khác ví dụ như là hướng dương nè màu gà nè thì mình chỉ việc là mình đi cái cho cháu thôi mình chỉ chuẩn bị cái cho cháu thôi cái cho cháu là nó rất là chuẩn luôn và khi mà anh em mà mua giống về á cái giống mà dạng thoại nè anh em mà nếu như mà anh em gieo theo cái bà rải xả đó thì cái tỷ lệ nó nảy mầm nó nó lên rất là rất là ít ha anh em phải dùng khay đi hoặc là anh em gieo ở dưới đất cũng được nhưng mà anh em lấy bốn cái khúc cây á anh em tản cái tro ra sau đó là anh em ghim anh em ghim thì nó sẽ là hiệu quả hơn ha và đặc biệt giống bông dạng thọ là mình không có ngâm nước gì nha các bạn ha mình mua về chỉ việc là mình cắm là mình trồng thôi mình ươm thôi có nhiều bạn là vô bình luận là hỏi mình là giống bông dạng thọ này mình mua hạt giống về rồi mình có ngâm nước hay không ở đây thì mình xin chia sẻ cho các bạn ha là mình không cần phải ngâm nước gì hết chúng ta mua khay về mua tro về xong rồi cắm luôn nó thì khoảng đâu là 3 3 ngày thôi thông thường là là 3 ngày là nó sẽ là nảy mầm nha các bạn ha nếu mà nó khoảng đâu mà 6 ngày mà mà nó chưa lên đó, là như xong rồi đó nó không có lên nữa đâu các bạn cái giống cũ chúng ngay cái giống cũ thì mình khuyên các bạn là nên mua những cái chỗ mà nó uy tín ha còn nếu như mà anh em mà không có chỗ mua nữa đó, anh em mà chọc tại nhà chồng khoảng đâu là à, ít thôi á, thì anh em có thể nhấp vào cái đường link bên dưới cái đường mô tả của mình có một cái đường link tiếp thị của bên trang thương mại điện tử Shopee ha thì anh em nhấp vào anh em mua ha thì cái giá thì nó cũng tầm đâu là mười mấy ngàn cho một tép thôi nó rất là rẻ còn anh em nào mà trồng kinh doanh á thì mình cũng có để một cái đường link bên dưới luôn dưới phần bình luận hoặc ở trên cái phần mô tả nha nó thì gói 300 hạt là nó là một trăm rưỡi nó anh em có thể là mua về anh em trồng ha ở đây thì mình trồng ít thì mình cũng mua ở trên mạng luôn à biết mình không cần phải là đi ra chói mua nữa nó thì nay là chia sẻ cho anh em vậy ha thì một lần nữa anh em nào mà muốn lấy bông ít mà to không anh em bấm đột một cơi còn anh em mà muốn lấy bông nhiều á mà cây nó cao mà cao thêm á thì anh em bấm là hai cơi nhưng mà thông thường anh em sử dụng cái giống mê công mà không chính này á thì anh em nó nó đã cao sẵn rồi anh em chỉ cần bấm một cơi thôi đối với những cái bông dạng thọ như là 06 sáu của rồng vàng á thì anh em muốn cao á thì anh em phải đi hai cơi nhưng mà cái, cái giống bông rồng rồng vàng anh em bông rất là to rất là đẹp luôn không, không chính này thì cũng đẹp nó thì hôm nay chia sẻ cho các bạn vậy ha thì các bạn nào mà đang quan tâm về cái chủ đề mà trồng hoa tết thì các bạn có thể bấm nút đăng ký kênh của mình ha hoặc là anh em có thể thấy hay á, anh em có thể chia sẻ cái video này lên facebook hoặc zalo hoặc là những cái nền tảng mạng xã hội khác để cho kênh mình nó phát triển ha khi mà mình thấy cái lượng view ở trên kênh của mình các bạn mà là có nhiều người xem á, thì mình mới có động lực mình chia sẻ tiếp chứ mà làm ra thì chỉ có một hai người xem ấy, thì mình cũng nản tại vì mình cũng uh, cố gắng mình đi quay cho các bạn xem năm nay ấy, thì mình trồng không có nhiều mình trồng ít để mình chủ yếu là mình chia sẻ thôi chứ dịch bệnh này mà giờ cũng hên xui anh em nếu như trúng giá thì trồng nhiều mà trúng giá thì ngon còn nếu như mà trồng ít ít thì chủ yếu là chia sẻ thôi chứ mình cũng không dám liều các bạn liều liều là thua nhiều đó, chứ không có ăn nhiều đâu nó liều là thua nhiều đó hồi hồi năm rồi cũng dịch cũng thua nhiều chứ đâu có ăn nhiều đâu nó thì chia sẻ cho cho các bạn vậy ha thì các bạn nào có câu hỏi thì cứ bình luận bên dưới ha thì mình sẽ câu nào dễ quá thì mình sẽ trả lời luôn còn nếu, nếu như là khó quá thì mình sẽ tập hợp mình làm video mình nói cho nó chi tiết còn cái giá chậu mà thông thường á hồi năm rồi nha các bạn ha mình hồi năm năm rồi cái giá ở trên Sài Gòn á là trên Sài Gòn người ta bán nó hơi nó hơi mắc một tí một chậu như vậy là tới 50 ngàn luôn mà đến những cái ngày mà gần cuối á, thì chậu còn có 30 ngàn nó thì khi mà khoảng đâu độ độ hai mấy tết đó nha anh em ha khoảng đâu là từ 23 tết là cái giá chậu nó mắc lắm tại vì cái ngày 23 là cái ngày uh, ngày ngày đưa ông táo các bạn đó còn bạn nào mà trồng bông dạng thọ mà ở dưới uh, ở dưới đất á, thì anh em lưu ý ha ở đây mình chia mình chia sẻ thêm nè cái hàng cách hàng của nó là tầm khoảng đâu là từ 6 cho đến 7, tấc ha còn cây cách cây là nó khoảng đâu là từ 4 tấc khoảng đó nha mọi người ha tại vì khi mà mình bấm cơi á khi mà anh em mà bấm cơi nó nó còn bung ra nữa nó thì anh em trồng khoảng đó còn anh em trồng trên chậu thì cứ thoải mái thôi rồi thì video ngày hôm nay là chia sẻ cho anh em vậy nha rồi mình xin được mến chào ha chứ nói vòng vòng sàm sàm hoài nó các bạn nghe nó sàm lắm rồi mình xin được mến chào nha